chào tất cả anh em của VN Gaming. Như vậy, sau khi thâu tóm huyền thoại Runeterra, thì khả năng Vinagames sẽ tiếp tục trở thành nhà phát hành của liên minh huyền thoại tốc chiến và đấu trường chân lý mobile là rất cao. Về vấn đề này thì ở video trước mình cũng đã nói khá rõ. Còn trong video hôm nay, mình sẽ trả lời câu hỏi của một số anh em trong group liệu tốc chiến có được chơi trên iPhone hay không. Như anh em đã biết, liên minh huyền thoại mobile hay còn được biết đến với cái tên tốc chiến là một siêu phẩm được mọi game thủ trên thế giới mong chờ từ rất lâu. Khi chỉ vừa được công bố chính thức từ tháng 10 năm ngoái, tưởng như rằng lời hứa hẹn về việc phát hành sớm bản beta của Riot sẽ thành hiện thực. Thế nhưng sau gần 5 tháng trôi qua, thông tin về bản beta vẫn còn là một dấu hỏi lớn chưa được Riot Games giải đáp một cách cụ thể. Và nhiều khả năng, trong thời gian sắp tới, liên minh huyền thoại tốc chiến sẽ ra mắt game thủ dưới dạng thử nghiệm giới hạn, cũng giống như trước đó là game đấu trường chân lý mobile. Việc liên minh huyền thoại tốc chiến có đặt chân lên nền tảng iOS hay không vẫn là một ẩn số, nhưng nhiều khả năng thì điều này sẽ không xảy ra. Theo nhiều nguồn tin tại thị trường Trung Quốc cho biết, phiên bản beta giới hạn của tựa game này rất có thể được tung ra trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, điều này chỉ dành cho nền tảng Android, còn với game thủ iOS sẽ phải đợi đến khi tựa game này chính thức được ra mắt. Bởi lẽ như thường lệ, nền tảng của Apple luôn đòi hỏi các tựa game khi xuất hiện trên kho tải phải có số hiệu phiên bản của trò chơi. Nếu không có số hiệu này, thì gần như chắc chắn sẽ không được Apple xét duyệt để xuất hiện trên kho tải. Và đó là lý do mà tại sao tất cả những phiên bản thử nghiệm nội bộ hay giới hạn người chơi đều không được phép lên App Store, và người dùng iOS thường xuyên phải nhận sự delay nhiều hơn game thủ Android. Nhưng tin tốt là game thủ Android sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, kể cả phiên bản chính thức lẫn thử nghiệm. Tuy nhiên, gần như mọi thứ sẽ không mượt mà như thế. Bởi lẽ với cấu hình yêu cầu của Riot tưởng chừng như rất nhẹ nhàng, nhưng 99% sẽ không thể đáp ứng hết được yêu cầu của liên minh huyền thoại tốc chiến. Và cho đến thời điểm hiện tại, tất cả những gì người hâm mộ biết về tựa game mà họ yêu thích chính là những phát ngôn của nhân viên Riot trên landing dự án của liên minh huyền thoại tốc chiến về cấu hình của trò chơi. Nhưng những phát ngôn đó cũng đang bị đặt nghi vấn khá nhiều về tính xác thực của nó. Cụ thể như sau: mặc dù chưa có quyết định cuối cùng, nhưng chúng tôi đang hướng tới việc làm cho trò chơi được tiếp cận trên nhiều thiết bị nhất có thể. Hiện tại cấu hình yêu cầu của trò chơi như sau: đối với thiết bị Android, chúng tôi hy vọng sẽ tương thích được trò chơi cho các thiết bị tương đương Samsung Galaxy A7, 1GB RAM, vi xử lý trung tâm Qualcomm Snapdragon 410 và vi xử lý đồ họa Adreno 306. Đối với thiết bị iOS, mục tiêu của chúng tôi là tối ưu hóa để tốc chiến có thể chơi được từ iPhone 5S trở lên. Nghe sơ qua thì những người dùng có ít kiến thức về công nghệ nhất cũng có thể nhận thấy được rằng tốc chiến sẽ là tựa game khá nhẹ và dễ chơi. Thiết bị iPhone 5S là một dòng máy thế hệ cũ của nhà Apple, và nếu như khẳng định của Riot là sự thật, hầu như những thiết bị hiện nay mà các game thủ đang sử dụng đều có thể đáp ứng, vì khó có ai xài thấp hơn dòng 5S ở thời điểm này. Thế nhưng liệu rằng khẳng định trên của Riot có bao nhiêu phần trăm thực tế, hay cũng chỉ là những lời quảng cáo một cách thái quá giống như những phát ngôn của chính họ về thời điểm ra mắt của tựa game này trong quá khứ? Chúng ta đều biết được rằng game mobile nào cũng có những phiên bản cập nhật, đây là điều bắt buộc đối với bất kỳ sản phẩm game mobile nào, và chắc chắn liên minh huyền thoại tốc chiến cũng không phải ngoại lệ. Với một tựa game nổi tiếng với những bản cập nhật buff net, thêm trang phục, tướng chỉnh sửa hiệu ứng liên tục, thì hầu như những thiết bị iPhone 16GB thường thấy trên thị trường hiện nay sẽ không thể đáp ứng được dung lượng cần có của tựa game này. Không những vậy, về vấn đề cấu hình, bạn chắc chắn sẽ không thể chơi tựa game siêu phẩm như tốc chiến một cách mượt mà với một dòng máy đời cũ như iPhone 5S. Nhiều khả năng từ iPhone 6 trở lên, game thủ mới có được một trải nghiệm có thể nói là chấp nhận được với một cấu hình tương đối ổn và trải nghiệm không bị giật lag quá nhiều mà thôi. Như vậy, 99% game thủ iOS sẽ không được tham gia thử nghiệm phiên bản giới hạn của liên minh huyền thoại tốc chiến cho đến khi Riot Games thông báo về phiên bản chính thức của tựa game này. Lúc này mới thấy, người dùng Android nhiều khi cũng có lợi hơn rất nhiều so với game thủ sử dụng quả táo cắn dở. Và với những thông tin này thì khả năng hầu hết những anh em nào đang xài iOS sẽ trải nghiệm muộn hơn những anh em đang dùng Android khi tốc chiến ra mắt, và có thể nhà phát hành cũng sẽ đưa ra một bản beta giới hạn như họ đã làm với tựa game đấu trường chân lý mobile. Chính vì vậy, những anh em đang xài iOS sẽ khá thiệt thòi. Cảm ơn anh em đã xem đến giây phút này. Mọi ý kiến, đề xuất anh em để lại dưới phần comment, mình sẽ phản hồi. Và đừng quên like, chia sẻ, đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất từ tốc chiến và đấu trường chân lý mobile nha. Cảm ơn và tạm biệt anh em.